cho anh chị ha. Em sẽ lên riêng ngủ cho anh chị dễ dễ chọn lựa sản phẩm mà mình có thể yêu thích anh chị. Okay. Bữa nay em sẽ lên vào giờ vào tầm khoảng là buổi trưa anh chị nha, em sẽ update lên. Thì bên em sẽ like từng sản phẩm, anh chị có thể xem mình sử dụng cái sản phẩm nào thì anh chị có thể chọn sản phẩm đó trên video của em. Em cũng lên đại cái thôi. Ví dụ kính mát thì bên em sẽ có dòng AO là của Mỹ nè, hàng này là hàng xịn nha. Nhưng mà em đang bán giá chỉ có 250 thôi anh chị. Em sẽ bao hàng cho anh chị, khi nhận về là đeo là rất là bảnh bao và đẹp trai và phong độ luôn. Đặc tính là nó sẽ rất là sang nha, sang chảnh. Em sẽ có hai sự lựa chọn, đó là cái phần gọi là một cái thì nó sẽ là gập, kính gập, một cái là kính không gập, nó giống nhau hết nha, nó chỉ cái là gập và không gập thôi. Bên em bán 250 là của AO nè. Nhiều người nói của Mỹ, của Nhật gì mà rẻ vậy? Dạ đây là những sản phẩm hàng liên danh nhập khẩu nên mình có thể mua rẻ, nhưng mà chất lượng thì anh chị khỏi lo. Tại vì mình mua cái giá này mình xài cái sản phẩm có thể nó cao cấp được hơn bình thường, với những cái hàng thường là nó đã xịn lắm rồi anh chị. Thì mình mua giá nó phải là 250, 250 thôi, nhưng mà mình sản phẩm lên có giá trị lên hàng tiền triệu á, là anh chị sẽ có xài được sản phẩm tốt rồi. Nhưng mà nó thật, nhiều người nhận cái kiến em về nói là nhiều khi không biết là có phải em bán nhầm không đó. Tức là có thể là lên thị trường đang bán là khoảng 400 đến 550 nha chị nha, 550 đến 400, thấp nhất là 400 trên thị trường mà cao nhất là 550 với một sản phẩm này. Nên em tự tin em nói chị nghe là em bán em không có em cẩn lời thì trả lời số lượng thôi, lời số lượng em nhập thôi. Với em cũng là khách của những cái tổng kho lớn đó, nên em sẽ lấy về cho anh chị em giá bán với giá là giao lưu vậy anh chị nha. Em bao cho hàng chuẩn luôn, kính là kính lồng kính nha, lồng kính xịn luôn đó. Đây là chống kính này là đi mát, là rất là mát, đi nắng rất là mát nha. Cái này thì thuộc đi nắng, là con này thường hơn thì nó là xuyên đêm, nó cũng có lồng kính nhưng mà nó sẽ nhẹ mỏng hơn, nó là dòng kính mỏng hơn anh chị. Nó là xuyên đêm nè, cái này có 180 nè, nó 180 với 250. Đây có búp rì nha, rồi có ri ban. Ghi ban em chưa lấy ra nữa, em có mẫu ghi ban nữa nè, coi bà con mẫu ghi ban nữa chị. AO ghi ban, em lấy mẫu ghi ban nữa ha, cũng 250 cho anh chị ha. Anh thích ghi ban thì lấy ban đây, hộp đó nè, hộp ghi ban nè chị. Hàng này đeo đẹp lắm, khách lại nhà là mua là mấy cây thôi đó. Họ mua hoài là mua hoài luôn chị. Nè, nó đặt cái bên trong đó nè. Nè, đẹp không? Mở ra cái một xỉu xỉu luôn, nó cũng chống chạy xước lắm á. Anh em đãi gì đó, em sóc sóc chứ nó còn chạy nữa. Nó là một loại kính cũng chống chạy xước đó anh chị, chứ không phải là kính thường nha. Nó cũng hơi có hơi xịn. Đây, cái ghi ban mới lấy ra anh chị thấy đẹp không? Đây là em mặc to thì lấy ghi ban, còn nếu mà mặc nhỏ nhỏ thì vuông vuông á, nhỏ nhỏ mà vừa vừa á, thì anh chị lấy búp rì cũng được, mà lấy AO cũng được nha. AO thì nó sẽ thon hơn chút nè. 250 cái ha, anh chị thích ghi ban thì chị nói em lấy dòng kính Nhật, còn AO là của Mỹ, anh chị nói Mỹ, còn này hàng này hàng của Ý nè, cái này của Ý nha, búp rì là của Ý, thương hiệu không mới ghê chứ. Đây đó, ở đây thì dạng kính 180 hình như lên em lính em á, nhà em gái em chuyển qua nó tặng luôn, cái gì nó tặng là đồng hồ, chung đồng hồ gì rồi. Đây còn đây là muỗng nha, muỗng này là muỗng ăn cơm, cơm mà muỗng dạng này thì nó sẽ mắc hơn cái muỗng này chút. Cái này thì 40.000 một cây nha, còn này thì 35.000 cây nè. Inox được mạ vàng, nó có đóng ở đây cho anh chị là SUS 3-4 nè, SUS 3-4 mà còn phủ vàng lên thì nó rất là xịn chị. SUS 3-4 là nó về trong cái trong dòng inox mà cao cấp nhất thì là 3-4 nha, nó được đóng đây luôn anh chị. Thằng này thì bao đẹp rồi đó. Cái muỗng nha ngắn này thì 40, muỗng dài này thì 35 nha, nó sẽ có nhiều mẫu lắm. Mẫu muỗng tròn có nè, muỗng dài có nè, và muỗng ăn cơm có anh chị nha. Ở đây cái giá múc canh nè, giá canh mình đang bán là 90.000 một cái, mà cũng màu vàng đó. Em sẽ có những cái sản phẩm như nè, muỗng múc canh là 90.000 chị nha, muỗng cà phê cũng 35, muỗng tròn này là cũng 35 nè, muỗng này cũng 35 nè, đúng không? Còn cái này thì 40 nha, đặc biệt cái này nó sẽ là 40. Cái muỗng ngắn ngắn này là 40 chị nha, ngắn là 40. Đẹp lắm. Em mà chụp lên hả, nhìn đẹp lắm. Đẹp lắm, sang lắm chị. Khách lại nhà cũng mua làm cái chục cây lắm, chưa chán nữa. Rồi, em lại tiếp tục lại quảng cáo về sản phẩm bên em, trước hết em lên dầu nóng nha, dầu nóng các kiểu.
Mì nóng thì bên em cũng có đa dạng phong phú, em cũng chỉ có mấy mẫu thôi, nhưng tại vì em bán tép luôn cho khách đã quen á, khách xài quen á, em cũng muốn đổi mẫu thì cũng được, mà tại vì em thích bán vậy cho nó giới thiệu cho nó nha, xúc tích chút. Đây, dầu này là dầu con ó của Singapore, được sản xuất tại Singapore, hương liệu là của Mỹ nha, nên nó sẽ gọi là dầu 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 con ó của Mỹ. Nó sẽ là hai nắp nha, ai thích hai nắp thì lấy này. Hiện tại em có hai mẫu, có nó một nắp và hai nắp, hiện tại mới nhập về mà hai nắp thôi, mẫu nắp nó không nhập, bữa nào nhập tính nữa. Cái này thì 160 của Mỹ nha, của Singapore, hương liệu Singapore thì 150, hiện tại là em chưa nhập đâu, em mới nhập mẫu này về em bán hai mẫu nè. Còn đây là dòng hai nắp của Mỹ nha chị Nga. Nhiều người nói tại sao là made in Singapore, đó là cái thương hiệu sản xuất từ xưa giờ, cho dù nó là ở bên Mỹ nó vẫn phải ghi made in Singapore chứ không phải ghi ở bên Việt Nam đâu chị. Hàng này nhập từ Thái Lan nhưng mà gốc là chuẩn của Singapore, hương liệu cũng như một chai này là 160 thì nó sẽ có bao nhiêu hương liệu trong cái nó vẫn là hàng xịn, hàng hiệu của hàng Singapore, hàng con ó vẫn là của Mỹ đi hoặc là của Singapore đi, tại sao nó rẻ, tại sao nó có thể lên một chai lên tới 1-2 triệu, là vì cái sản phẩm đó nó sẽ nhiều hương liệu hơn. Giống như anh chị á, anh chị có thể dùng gia vị, anh chị nêm cái sản phẩm đó, thức ăn của mình đó là có khi là đi bít thêm nhiều chẳng hạn, hoặc là anh chị có thể nói về cái sự công thức đi. Khi mà một cái sản phẩm này nó 2 cho 160 thì nó sẽ được bỏ cho nó một cái hương liệu của nó thì tầm ở trong giá này thôi. Ví dụ một chai khi là hàng tiền triệu bên Mỹ, nó sẽ nhiều lắm, gia công nó mắc thì nó cũng mắc theo. Ví dụ chai này được được từ bên Mỹ thì nó sẽ mắc hơn, về cái gia công cũng có mà về cái sự xuất khẩu cũng có, nó mắc hơn là điều thứ nhất rồi. Thứ hai là hương liệu đến gì, nên là vẫn là của Singapore xịn nhưng mà nó sẽ là hương liệu tầm tầm giá của người Việt Nam mình tiêu dùng là từ xưa giờ chị ha, là nó được bán tại Thái Lan thôi, mình là nhập từ Thái Lan về thôi chứ làm gì ở Việt Nam mà có sản xuất nó, từ nó gốc gác nó là Singapore hết, nó là con ngó Singapore từ xưa vậy luôn. Cả anh chị có thể là ở bên Mỹ anh chị sở hữu một chai dầu con Mỹ này 3 triệu 2 triệu nhưng mà anh chị vẫn thấy là made in Singapore hết nha, chỉ là hương liệu nó sẽ có thể đậm đà và nó to hơn chút chẳng hạn, khoảng là chai to hơn chút chẳng hạn. Nó như vậy thôi chứ không phải là cứ nói là Singapore kể con ó gì mà có 100-200 ngàn và có hết á, nhưng mà trừ những vài chục ngàn là hàng giả đó nha, chứ hàng hàng trăm ngàn trở lên mới là chuẩn Singapore, mà hàng của hàng USA chẳng hạn. Cái này là 160 bên em đang bán nha. Anh chị mà xài dầu ghiền hay là anh chị có thường trải nghiệm dầu á thì anh chị chỉ cần sở hữu một chai dầu của em là anh chị sẽ là khách của em luôn đó, nói thật chứ không phải là nói là đơn giản đâu, nó là chống hàng nhái hàng giả nên chị. Có nhiều rất là nhiều 7 màu đây nè, này chống hàng nhái hàng giả nè. Cái chai này thì dung tích của nó thì em đọc thấy nó tầm 24 ml ha, 24 ml nè chị ha, 24 ml, 24 ml nè, 24 ml thôi, 24 ml thôi đó, nó là thuộc 24 ml, hai nắp nha, 160. Còn dầu vàng thì bên em đang có cái dầu vàng này, cái dầu đàn này em đang bán mỗi ngày là 50 ngàn, là từ xưa giờ bên shop em, đúng không? Chai này là 7 nha, 7 cc, 7 cc thôi anh chị, có 7 cc thôi ha, thì 50 ngàn nè. Dầu này thì là dầu loại một nha, xài là thời ghiền, nói chung là anh chị đã mua dầu của em là anh chị sẽ dính liền rồi. Còn cái này thì nó là 120, nó cũng là dầu vàng nhưng mà nó sẽ là chai vuông ha, chai vuông. Ừ, nó bao nhiêu mi đây, không biết là làm kiếm đây, mình đang kiếm đọc mi kênh chị bao nhiêu c của nó đây. À nó tới 20 c anh chị ơi, 20 c, 26 c ta, anh coi chút coi, giờ cũng yếu rồi chị ơi, như được cái giá rồi đọc. Nè, để em coi này, 25 cc chị ơi, 25 cc, nhiều khi cũng 25 cc nha, đó giờ phải đọc cái đó nữa chị, nhưng là kính hiển vi vậy, kính không to cũng đại vậy đó. 25 cc, 7 cc, 7 cc là 50 ngàn, 25 cc là 120, thì nó sẽ gấp 4 lần, 25 25 21 21 là 3 lần, 25 thì 4 lần, gần gấp 4 lần nha, hơn 4 lần, gần 4 lần chị nha. Tức là anh chị có thể mua một cái chai nè, chai 120 này chỉ tốn có 120, anh chị sẽ nhiều hơn 4 lần, 3 lần rưỡi đi, 3 lần rưỡi chai này. Mà anh chị mua hai chai này thì nó chỉ có 14 cc là 100 ngàn, đúng không? 14 cc là 100 ngàn.
thì anh chị mua cái chai này thêm thêm cho em nữa là 20 ngàn, anh chị mua được 25 cc đúng không? Tức là nó tiện ích và nó tiện lợi cho anh chị dùng nhiều á, anh chị nào mà có sự sở thích mà ghiền á, dùng nhiều quá nên chị mua con 25 cc này cho em ha, nó cũng giống nhau hết, em bán là một hết à, đó nó sẽ đặt lợi cho anh chị khoảng tầm là hơn 10 cc đó, tức là gấp hơn hơn gấp thì nó là gấp 3 rưỡi rồi, thì anh chị tưởng tượng cái này thì anh chị bỏ 100 ngàn chị mua được có 14 cc, anh chị thêm 20 ngàn chị mua được 25 cc vậy đó ha. Thì anh chị biết được là cái tiện ích rồi, nhiều khi người ta nói là tôi cũng sẽ ít, tôi xài cái này thì bỏ túi nó tiện, cái này thì nó hơi to nè, nó hơi to cái à, nếu mà có túi thì bỏ vô thì cái nào cũng như cái đó anh chị, cái nào cũng như đó à. 25 cc vậy ha, 25 cc. Cái này hay lắm nha, em nói trình gian này cái về cái chức năng cái này hay lắm nè, em xin trình bày cho rõ ha, anh chị có thể coi, anh chị có thể xem coi mình có nhu cầu hay không ha, và mình có cảm thấy là nên xài không ha. Cái điều thứ nhất cái này đang có đó là cầm máu cực kỳ hay, anh chị đứt tay hoặc là bị chảy máu, gọi là bị máu chảy máu gồng gồng luôn á, bị đứt tay hoặc là chị lỡ anh chị làm bị gì đó làm cho bị vết thương đi, anh chị sức giờ cầm máu cực kỳ hay ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là kinh nghiệm và trải nghiệm về sản phẩm mà bên em đang đang bán và em cũng đang sử dụng nhiều năm ha. Rồi điều thứ hai đó là anh chị bị đau bụng nè, đau bụng này, xây tàu xe này, chóng mặt nè, ói mửa này, ói mửa hay cực kỳ luôn chị, nhất là anh chị buồn nôn đó, cái buồn nôn rất là hay nha, tức là khi anh chị đi xe buồn nôn hoặc anh chị cảm thấy khó chịu trong mình mà cái trúng gió chẳng hạn, nó có thể là hỗ trợ cho anh chị trúng gió luôn, tức là khi mà mình chuẩn bị mình chuyển qua trúng gió thì mình có nhiều bị triệu chứng giống như là buồn nôn nè, ói mửa nè và rất là khó chịu đúng không? Anh chị xức cái này vô hai bàn tay của hai bàn lỗ tai bên hông của sau lưng với ót anh chị đó, phía sau lưng này kia đó, nó xức vòng vòng và xức lên cái bàn tay mình đó và xức vô mũi mình tí và trong thoi vô lòng bàn tay đúng không, là tí xíu sau chị sẽ tỉnh liền và anh chị không còn thấy buồn nôn ói ói mửa trên cái sự mà gọi là trúng gió của mình đó ha, và đau bụng này kia rất là hay. Rồi đặc biệt nó khi anh chị mà thường hay đi tàu xe bị say xe hay là khó chịu á, những lần cảm thấy mà bị say xe đó, anh chị dùng cái chai dầu này nè, anh chị xức vào ống cúng của mình đó hoặc là thoa vòng vòng cái ống cúng mình đó cho bụng mình đó, với thêm cái ót nữa đó, hoặc là tự hưởng tí xíu mũi nữa là anh chị sẽ đi tới tới Mỹ luôn, cũng không bị say xe nữa. Nhiều lắm cái chức năng chai dầu này không phải đơn giản đâu, và nó cũng có hỗ trợ cho đau nhức xương khớp như là bầm nè, tím nè, hoặc là bị bong gân chặt khớp luôn nha, thì anh hơi sang chút. Thì anh chị xài cái này thì nó là như vậy, nhưng mà khi mình ra đường mình đâu có đem theo cái chai này đâu đúng không, mình nói mà đường mà. Còn nếu mình ở nhà thì mình xài bông gân giặt khớp cái chai này là ok rồi, nhưng mình trường hợp mình bắt rất dĩ á, mình bị da chạm từ bên ngoài đó, mình có bị bầm sưng hay là da chạm về cái phần mềm đó đó, mình sẽ xức vào liền ha, thì nó sẽ giảm trên chị rất là nhiều luôn và rất là nói chung là ok đó. Đó là em chia sẻ thôi nha, em đã bán nhiều năm em nói gì đó. Còn dầu xanh này thì anh chị nói chung là nói dòng phổ thông rồi, nó là dạng phong phú nhất trên cái dạng sản phẩm của dầu con ó, là nó có nhiều chức năng, nó là chống mặt, xây tàu xe, ói mửa cũng có và có thể dùng ghiền cũng có, em thấy là dùng ghiền là nhiều á. Còn mà giờ chức năng của nó nhiều lắm, có thể cho anh chị cảm thấy bị mỏi quay gái này kia mà nhiều khi bị đơ cổ cũng hay lắm anh chị, em thấy sức này cũng được nè, cái này cũng hay lắm nè, nó cũng hỗ trợ như sản phẩm dầu vàng nhưng mà nó sẽ về cái hương vị nó khác và cái chức năng nó cũng tương đối, nó cũng gần gần giống thôi chứ nó cũng không phải là màu giống nhau 100%, nhưng mà nó cũng chuyên về xe tàu xe, chống mặt, ói mửa với đau bụng nhức đầu là cũng ok đó nha, nó còn số 1 rồi đó. Còn nói cái này thì nó sẽ chuyên về sao, nói những cái sản phẩm này nè, chai này này gấu là 60 chị nha, gấu 60 cho em, gấu 60 nè, cọp 50 nè, khỏe nè. Tại sao là gọi từ khỏe anh chị đó, tại sao có từ khỏe nè chị, em tí xíu em lên tiếp sản phẩm và gọi thử tắm nha. 14 phút rồi. Khỏe tức là khi mình làm việc kiệt sức á, mệt mỏi á, đau nhức xương khớp á và chống mặt này kia á, xài cái này cho em ha. Và đặc biệt nhất là bị thời tiết mà nó đổi mùa bị cảm á, cái này nó có thể làm cho anh chị lưu thông cả luôn cả cái đường hô hấp đó nè, hay lắm. Thì anh chị có thể thoa vào lòng bàn tay đúng không, anh chị ngửi một cái là anh chị hít vô mạnh thiệt mạnh là nó sẽ làm cho anh chị là chống ngạt mũi và giảm luôn đờm trong 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 mũi mình luôn anh chị, hay lắm. Và nó không nóng nha, đặc tính tất cả các dầu còn lại á, sức đều bị nóng nóng từ bên trong hết, nhưng dầu này nó sẽ không nóng từ bên trong, làm cho mình cảm giác là mát mát mà mát mát trong lỗ mũi mình á, như là nó sẽ không có bị nóng khi mình hít cái độ độ the đó chị. Nhưng cái dầu này nó không bị nóng nha, đặc biệt cái dầu này không bị nóng, nó sẽ làm cho mình giống như là chị luôn cả những trường hợp như là bị sổ mũi và ngạt mũi luôn, rất là hay.
và có thể là sức cho trường hợp này. Dầu khỏe mà, cái tên dầu khỏe mà chị đó là dân gian gọi cho nó, nó có tên gọi là dầu ông già, dầu thảo dược nha, nó là dầu thảo dược, nó cũng là đau nhức xương khớp nhức mỏi, nhưng mà nó thoa cho trường hợp như anh chị á, mệt mỏi mà cảm thấy bị kiệt sức đó, là sức vô trong cái quay gáy nè, lưng này kia nè, hoặc là lòng tay, xong anh chị hít nhẹ vô trong cái hơi của mình đó, mình thở tí xíu là mình sẽ khỏe liền vậy nha, mình sẽ khỏe liền. Nên dầu khỏe 90.000 là mắc nhất ở da này nè, còn 50.000 dầu gấu nha. Đây nè, sức cho anh chị nào mà thường chơi thể thao, bông gân già cả thì kia, mấy người lớn tuổi đó, bông gân chặt khớp đó, cái này là nó có thể là dài lắm, nó nóng tới 24 giờ, anh chị nó nóng hoài luôn á, nó nóng khi nào mà anh chị muốn nó hết nóng thôi, anh chị thấy nước gì thoa là chỗ đó nó nóng tiếp nha. Cái chai dầu gấu nè nó nóng ghê lắm, mà nó dành cho những người già mà già đau yếu này kia đó, nhức khớp thường xuyên đó, là ok luôn, 50.000. Còn dầu cọp này thì cũng tương đương dầu gấu, nhưng mà nó mắc hơn là vậy, vì nó là dầu, nói chung là tại vì nó mắc hơn thôi, em cũng biết sao, nhưng mà nó cũng hay, mà nó thơm lắm nha. Dầu bên em đang bán là nó không có gây khó chịu và hôi đâu anh chị nha, dầu rất là thơm. Dầu gà dầu cọp này thơm nè, xưa em cũng sợ nó lắm, em sợ nó giống như mấy cái dầu cù lạc của Việt Nam mình đang bán này kia, nó hôi hôi anh chị, nhưng mà lại là không bị hôi nha, lại không bị hôi mà rất là thơm, rất là dễ chịu. Anh chị có thể dùng cho nó hàng ngày đó, là cái cơ thể mình nó không bị gích, bởi vì giờ bị khó chịu luôn nó, hoặc không bị hôi nữa chị, nó là thơm nữa chị, nó thơm cái kiểu của nó chứ không phải thơm cái dầu thơm nha, nhưng mà nó không bị hôi. Dầu nóng giống như mấy cái chai dầu mà ở Việt Nam mình đó, mấy dầu mà dầu nóng nóng gì đó em biết nữa, hồi đó em sợ lắm, em tưởng nó đồ này cũng vậy, nhưng mà sau này em đã sử dụng qua hết rồi, em thấy là nó rất là dễ chịu và không có cảm giác là bị ám ảnh luôn anh chị. Rồi anh chị có thể em nay như thế. Còn dầu gội sữa tắm thì bên em có cả nam và nữ, thì anh chị đã thấy trên video rồi đó. Anh chị muốn tư vấn thêm thì em sẽ tư vấn về của nam và của nữ luôn. Em bán cái dầu gội sữa tắm của nam nữ, tại vì em like cho kỹ thì nó hơi lâu thời gian, nhưng mà anh chị xài là anh chị sẽ có kết quả được như ý muốn luôn, và có thể là anh chị sẽ sử dụng rất là chính xác về cái nhu cầu sử dụng và sản phẩm bên em. Cái đó là em sẽ vừa chia sẻ vừa bán sản phẩm bên em để anh chị có thể dễ dàng sử dụng. Nhiều khi khách cũng điện cho em hỏi em như vậy thì em cũng sẽ trình bày như vậy đó, nhưng mà khi nào em sẽ lên live vậy thì em sẽ nói chi tiết hơn nha chị ha. Ok, anh chị đã có thể gọi số like cho em anh chị, với ba anh chị.